Mandy xin kính chào quý vị và các bạn. Cái show ngày hôm nay để hướng dẫn cách dán và chọn mi giả của từng loại makeup khác nhau. Mandy xin hướng dẫn hai loại makeup, một kiểu makeup là tự nhiên và một kiểu makeup là cho dự tiệc. Phần đông là Á Châu chúng ta có sở hữu một cái đôi mi nó rất là mỏng và rất là ngắn, cho nên mình cần sự hỗ trợ của đôi mi giả để giúp cho cái đôi mắt của mình nó thêm phần sắc nét hơn và to hơn và nhìn gợi cảm hơn. Đây là cái mi rất là đậm và dày, đặt để cho buổi tiệc tối và buổi tiệc mình đi dạ hội hoặc là mình đi đám cưới, để cho phần mắt của mình nó nhìn nó sắc nét hơn. Và đây là những cặp mi mà Mandy chọn cho phần tự nhiên, bởi vì những cái đường cong và nét của nó nhìn rất là tự nhiên. Những cái dụng cụ mà mình cần phải có trong cái sự hỗ trợ của gắn mi á, là mình cần phải có cái kéo, bởi vì cái kéo nhỏ này á, nó giúp cho mình cắt đi cái độ dài của mi của mình. Và cái thứ hai là mình không thể thiếu được á, là cái keo dán. Và cái thứ ba đó là cái nhíp. Mình có thể dùng cái nhíp mà mình nhổ chân mày thường ngày cũng được, hoặc là cái nhíp này đặc biệt cho là gắn mi. Cái thứ tư mà Mandy muốn nói đó là cái mascara, thì tùy theo là mình muốn cho nó đậm nét hay là sắc sảo. Thì nhưng mà nếu mà mình muốn sử dụng lại cái mi của mình nhiều lần á, thì mình không nên bỏ cái mascara lên ngay trên cái khi mà sau khi mình gắn mi giả. Mình cũng cần cái sự hỗ trợ của cái kẹp mi, tại vì cái này á, nó giúp cho cái mi thật của mình nó cong lên, thì khi mà nó cong lên nó không có bị sụ xuống á, là nó sẽ làm cho cái mi thật của mình nó áp vào cái mi giả thì nó sẽ nhìn tự nhiên hơn. Và bây giờ Mandy sẽ chọn ra cái mi nào cho cái dạng makeup nào của khi mà mình muốn đi dự tiệc hoặc là mình muốn trang điểm cho hàng ngày. Thì Mandy trước hết, Mandy sẽ chọn cái mi cho trang điểm tự nhiên. Nếu như mà nó dài thì mình sẽ cắt cái phần đuôi đi trước. Mình đừng có cắt cái phần đầu, tại vì cái phần đuôi á, nó là cái độ dài ấy, mà mình cần cái phần cái đầu ở đây để cho cái phần đầu của mi á, nó nhìn tự nhiên hơn mà nó không có dài ra. Cái quan trọng nhất á, là khi mà mình bỏ cái glue lên á, thì mình nên bỏ ít thôi, đừng có bỏ nhiều. Tại vì khi mà mình bỏ nhiều á, thì nó khi mà bỏ lên á, mình sẽ bị dư ra cái phần glue, là cái keo nó dán á, nó sẽ bị dư ra và nó sẽ không nhìn tự nhiên. Cho nên á, mình nên là bỏ một ít thôi, vừa cho cái mi thôi. Và mình không có nên khi mà mình vừa bỏ cái mi keo dán lên á, rồi mình bỏ lên mắt liền. Mình phải đợi có khoảng 30 giây để cho nó khô lại một tí thì mình có thể định hướng nó được hơn. Tại vì khi mà keo nó không có khô á, thì nó sẽ làm cho mình khó để mà định hướng được cái mi của mình ở cái độ mắt. Và sau đây Mandy xin hân hạnh mời bạn Quỳnh đến làm model cho Mandy để mà gắn mi giả lên. Quỳnh là một gương mặt thân quen của VNTV. Hôm nay Mandy được mời Quỳnh đến để làm model cho chủ đề ngày hôm nay. Và đây là tác phẩm sau khi gắn mi giả, thì nhìn rất là tự nhiên, không có giống như là mình dùng mi rất là đậm cho cái phần trang điểm tự nhiên. Nếu như mà các bạn lần đầu tiên chưa có quen mà hay bị chảy nước mắt á,
thì mình ngưng, không có cần phải cố, mà mình sẽ chuyển sang cái phần động tác trang điểm khác để cho giúp cho cái mắt của mình nó dịu lại, và sau đó mình sẽ trở lại để mình bỏ nó lên nữa. Quý vị và các bạn nào mà hay về Việt Nam á, thì ở đây Mandy có những cái mỹ phẩm mà đến từ Việt Nam, thì nó có thể mình có thể mua ở các tiệm tạp hóa mà bán về tóc hay là cho nail, thì nó như vậy, nó nhìn như vậy thì mình có thể chọn những cái nào mà mình thấy mình thích, thì cho một cái phần nào mà mình muốn là tự nhiên hoặc là mình muốn đi dự tiệc, thì cái phần đó là mình sẽ nhìn vào cái độ cong và cái độ dày của cặp mi, thì mình sẽ chọn cái đó. Và tiếp theo Mandy sẽ hướng dẫn gắn mi cho cái buổi tiệc mà hoặc là dạ hội mình muốn đi đám cưới hoặc là đi dự tiệc gì á, mình muốn làm cho nó đậm nét hơn, thì mình sẽ dùng cái đôi mi mà nó có một cái độ dày hơn và nhìn nó đậm hơn, để cho làm cho mắt của mình nó to lên thêm một tí và nhìn nó sắc sảo hơn nhé. Mandy có hai cái loại khác nhau. Một loại á, là nó dài ở đuôi và nó ngắn ở khúc đầu. Thì cái dài ở đuôi á, thì nó sẽ làm cái mắt của mình nó dài ra và nhìn nó sắc nét hơn. Còn cái phần này á, là nó đều từ cái đầu mi và đuôi mi mà nó đậm hơn. Thì cái này á, là cho những bạn nào mà thích làm make up rất là sắc sảo mà nhìn đôi mắt của mình nó giống như là gợi cảm hơn, thì mình sẽ dùng cái này để hỗ trợ cho mắt của mình nhé. Và cái phần của mi mà đuôi dài này á, là nó cần phải cắt ở phần đuôi chứ không được cắt ở phần đầu, bởi vì mình muốn giữ cái độ của phần đầu cho nó ngắn để cho nó nhìn tự nhiên, cho nên mình không nên cắt ở phần đầu. Khi mà mình cắt á, là nó sẽ dài ra ở phần đầu thì nó sẽ không thành đường của cái độ dài từ ngắn đến độ dài của mi nữa. Cho nên á, khi mà mình đo xong á, là mình cắt ở phần đuôi thì theo cái chiều dài của mắt mình thì mình cắt ở ngay chỗ đó nhé. Và cái mẹo thứ hai nữa, khi mà mình cắt một cái mi rồi á, thì mình không cần phải đo lên mắt mình nữa, mà mình lấy cái phần thứ hai á, và mình đo lại cái này thì mình sẽ cắt tiếp theo thì nó sẽ nhanh hơn. Và sau đây Mandy sẽ hướng dẫn cái cách mà chuyển sang từ trang điểm tự nhiên buổi sáng và thành buổi tối dự tiệc. Thì nó rất là dễ, tại vì mình đã có cái căn bản sẵn rồi, mình chỉ dặm một chút xíu phấn lên, mình remove cái oil từ cái dùng bằng mà dặm cho nó không còn mà bóng của từ trên mặt mình nữa. Thì sau đó mình sẽ bỏ thêm một chút xíu màu mắt lên, mà nó màu mắt nó hơi tối một tí xíu, tại vì khi mà dự tiệc á, thì mình cần có một cái make up nó hơi đậm hơn, tại vì mình hay chụp hình hoặc là mình đi đêm ấy, thì nó nhìn thấy nó sắc nét hơn. Thì Mandy sẽ chọn cái tông nó tối hơn một tí xíu để mà làm chuyển sang thành cái buổi tiệc. Và sau đây là cái phần mà mình đã đánh mắt xong đậm nét hơn, và mình gắn mi mà nó có cái độ dày hơn, thì mắt của mình nó sẽ nhìn sắc nét và nhìn gợi cảm hơn. Thì các bạn đã thấy đó, là nó mình chỉ cần bỏ một cái tông đậm lên một tí thôi, thì tùy theo cái tông màu nào mà mình thích thì mình chỉ cần để ở phần đuôi mắt
và mình dặm lại một chút xíu của phần ở phần đầu mắt thì nó sẽ nhìn nó sáng hơn và nó mở mắt to hơn, thì nó giúp cho cái mắt của mình nó mở to và đậm nét hơn. Mandy xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái phần chương trình VNTV của tối ngày hôm nay để hướng dẫn cách gắn mi giả, chọn mi giả và làm cho cái gương mặt của mình thêm có sắc nét. Và các bạn nên nhớ là khi mà chọn mi thì các bạn hãy tìm hiểu về phần đó trước, rồi mình sẽ mua, mình có thể mua trên mạng nhưng mà mình phải coi rõ là cái hình hoặc là cái đó nó có thích hợp cho mình hay không nhé. Xin chào, kính chào quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại lần sau.